Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào các khán giả đã theo dõi chương trình của Vcal Television. Kính thưa quý vị, Vcal Television phát hình trên các băng tần 57.13 tại miền Nam California, 16.2 tại miền Bắc California và trên www.vcal.tv. Đây là chương trình Thiên Hạ Sự thưa quý vị, do nhà văn Phạm Gia Đại biên soạn và với phần host của Trọng Nghĩa. Hôm nay cái chủ đề mà nhà văn Phạm Gia Đại đã chọn ra đó là những tiếng hát vượt thời gian. Kính thưa quý vị, trước năm 1975, nền âm nhạc hay còn gọi là tân nhạc tại miền Nam Việt Nam, đây là để phân biệt với cổ nhạc hay là vọng cổ, đã phát triển lên đến đỉnh cao của nghệ thuật với hàng ngàn bài hát ca ngợi quê hương, lòng yêu nước, tình dân tộc và tình yêu đôi lứa, vân vân. Trong đó, chúng ta không thể không kể đến các giọng hát tuyệt vời đã đem lại cho chúng ta bao nhiêu là giờ phút lắng động khi thưởng thức những bản trường ca quê hương bất hủ như là Hội Trùng Dương, Hồng Vọng Phu, rồi Con Đường Cái Quan. Ngoài danh ca Thái Thanh được nhớ đến như là tiếng ca vượt thời gian, thì chúng ta không thể không kể đến những nữ ca sĩ tài danh một thời tại Sài Gòn năm xưa như là Mai Hương, Tâm Vấn, Kim Tước, Mộc Lan, Châu Hà, Hà Thanh, rồi thì Khánh Ly, Lệ Thu, hay là thế hệ sau như là Hương Lan, Thái Hiền, Thanh Lan, vân vân. Những tiếng hát cũng sống mãi với thời gian, từ miền Nam Việt Nam qua đến các miền đất xa xôi ở hải ngoại. Thiên Hạ Sự kỳ thứ 83 sẽ đề cập đến các giọng hát thiên thần này trong một nền âm nhạc tuyệt hảo của Sài Gòn ngày xưa thưa quý vị. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào nhà văn Phạm Gia Đại. Chào anh Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán thính giả. Cái đề tài này thì là cũng là đúng cái sở trường của anh Trọng Nghĩa rồi đó. Trọng Nghĩa cũng thuộc về ca sĩ, thành ra Trọng Nghĩa mê lắm. Dạ. Thì phải nói rằng sở dĩ chúng tôi chọn cái đề tài này thưa quý vị là vì trong những ngày vừa qua đó, là cũng vì cái Covid-19 ở nhà nhiều hơn là đi ra ngoài đường, thì mình bắt đầu mình nghe lại những bản nhạc cũ. Và khi nghe bản nhạc cũ, chúng tôi có được người bạn cũng cho một cái đĩa nhạc của Thái Hiền. Một đĩa nhạc của Thái Hiền, trong đó có nhiều những nhạc ngày xưa lắm, và đặc biệt bây giờ có Thái Hiền thì chúng tôi được biết là cô ấy ở nhà và cô ấy tự thâu lấy. Có nhiều chương trình rất hay, quý vị có thể lên YouTube, quý vị xem, nó quý vị thích lắm. Là cô ấy mặc rất là giản dị ở nhà, ôm cây guitar và có thể rằng cô ấy vừa đàn vừa hát. Và những cái bài hát mà chúng ta yêu chuộng từ ngày xưa đó, vào YouTube chúng ta xem lại, chúng ta thấy rất là dễ thương. Đó là những cái bài hát mà những kỷ niệm mà chúng ta không thể quên được, những ngày mà quý vị đã từng sống ở tại Sài Gòn hay là tại miền Nam của chúng ta trước kia, hoặc là quý vị có thể sống được ở tại miền Bắc trước năm 54 cũng vậy nữa. Thì trên màn hình đó là phòng máy đã cho chúng ta nhìn thấy là ca sĩ Thái Hiền. Cô có cái giọng ca thiệt là đặc biệt. Phải nói rằng là nếu mà thế hệ thứ nhì đó, thì Thái Hiền là một trong những cái giọng ca mà rất ưa là được ưa chuộng. Và phải nói rằng bây giờ đó là quý vị nhìn có nhiều khi nhận không ra vì cô để tóc bạc trắng. Dạ đúng vậy. Thái Hiền bây giờ cái điều đặc biệt nhất của Thái Hiền là cô không có nhuộm tóc, cô để theo cái tuổi của cô đó. Dạ, và cô để tóc bạc rất là tự nhiên nhưng mà cũng đẹp lắm. Dạ, cũng có cái nét riêng của cô. Mà cô đặc biệt là tại vì Thái Hiền thì Trọng Nghĩa cũng đã quen với Thái Hiền từ lâu lắm rồi. Dạ, từ cái thập niên mà cuối cái thập niên 60 đó, tức là khoảng năm 1970 đó. Thì lúc đó là, thưa quý vị, cô lúc đó là băng Dreamers với gia đình Phạm Duy đó, thưa quý khán giả và nhà văn Phạm Gia Đại, là lúc đó thì Thái Hiền mới bắt đầu cô hát những cái bài giống như là Tuổi Ngọc, Tuổi Thần Tiên này kia của Phạm Duy làm đó, và những cái bài mà của Phạm Duy làm cho tuổi thơ đó, tuổi 13 và tuổi và không, tức là do đặc biệt nhạc của Phạm Duy đó, còn cái bài Tuổi 13 là của thơ của Nguyên Sa, là do nhà sĩ Ngô Thiên Minh phổ nhạc. Đây là cái hình mà Thái Hiền bây giờ đó, cô để theo cái tuổi cô mà không có nhuộm tóc. Trong khi đó những người nghệ sĩ khác, ngay như cả Trọng Nghĩa cũng phải nhuộm tóc, và nếu không là tóc bạc hết. Rồi thưa quý vị, nhưng mà cô Thái Hiền cô đã chọn một cái đường đi lối của cô là cô để cái tóc tự nhiên. Và cái giọng của Thái Hiền như là nhà văn Phạm Gia Đại có nói đến, giọng cô là một cái giọng ca mà sang cả quý phái, mà cô không có điệu đà gì hết. Đúng cô mà. Hát rất là cô Đúng. Hát như cô nói vậy đó, cô tâm sự rất là thoải mái. Thành ra quý vị có thể lên YouTube quý vị đánh chữ Thái Hiền ra đó. Và những cái bài mới sau này, Trọng Nghĩa mới nghe được cái bài mới của ca là cái bài Bên Kia Sông, là cái bài cô đã từng ca trước đây 20-30 năm đó, của người Đức Quang đó. Bên kia sông này người yêu, người yêu anh ơi, bên kia sông là ánh mặt trời đó.
cô hát rất là hay và cô tự đem guitar để cô hát thôi, thưa quý vị. Dạ. Cảm ơn nhà văn Phan Gia Đại đã nhắc đến nữ ca sĩ Thái Hiền. Sở dĩ tôi nhắc tới Thái Hiền là bởi vì nếu mà nói về những về tiếng hát vượt thời gian là chúng ta phải nói tới Thái Thanh. Dạ. Và bởi vì cái danh hiệu đó là người ta chỉ dành cho Thái Thanh thôi, là tiếng hát vượt thời gian. Tiếng hát của Thái Thanh rất tiếc rằng là tiếng hát đó không còn nữa, không còn ở với chúng ta nữa. Tiếng hát đó đã cất lên từ trước năm 54 ở ngoài miền Bắc rồi. Và cho tới khi mà vô trong miền Nam di cư miền Nam năm 54 đó, thì lúc bây giờ chúng tôi còn nhỏ lắm, nhưng mà bắt đầu đó được nghe tiếng hát của Thái Thanh với lại trong Ban Hợp Ca Thăng Long. Mà bên ấy trên màn hình quý vị đã nhìn thấy đó, Ban Hợp Ca Thăng Long đó là có các cái Hoài Trung, Hoài Bắc, Phạm Duy, Thái Thanh, Thái Hiền, Thái Thanh với Thái Hằng. Dạ. Thái Hằng là chị, Thái Hằng dạ. là chị. Thì có và dưới là cô Bích Ngọc nữa. Dạ. Khánh Ngọc. Giữa đó. Cô Thái Khánh Thanh... Ngọc tức là vợ đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Đình Chương ngoài Bắc đó. Vâng, dạ. Thì bên tay phải đó là Thái Thanh và bên tay trái đó là Thái Hằng. Dạ. Thái Hằng. Vâng. Thái Hằng đó là vợ của Phạm Duy. Thì cái dạ. Trên bên góc trái đứng trên cao là nhạc sĩ Phạm Duy, rồi chính giữa là nhạc sĩ Phạm Đình Chương Hoài Bắc, và bên tay phải trên cao là nhạc sĩ Hoài Trung. Dạ. Tôi vẫn nhớ anh Hoài Trung trong cái bản mà ngựa mà hí rồi. Dạ. Đó ông là ngựa hí đó, ông làm ngựa hí rất là hay. Dạ. Đấy là những cái kỷ niệm lúc mình còn nhỏ đó quý vị, mà khi mình nhìn trở lại những hình ảnh này thì mình nhớ vô cùng, nhớ tới thời gian mình còn được bé, bởi vì không phải như bây giờ đâu quý vị. Bây giờ quý vị dễ quá, bây giờ các em bên này đó là bấm một cái là nó có ngay tất cả cái thuận tiện của mình về âm nhạc, muốn xem âm nhạc gì và muốn nghe bản nhạc gì là đều có ngay trên YouTube, có thể bấm cái ra liền. Dạ. Ngày xưa không có đâu quý vị, ngày xưa không có được cái internet như vậy, cho nên ngày xưa đó là sau khi một ngày là đi làm mệt nhọc về hay là đi học xong xuôi về, buổi tối trong gia đình của người Việt Nam mình ngày xưa tại miền Nam nó êm đềm lắm. Buổi tối đó có đâu có đi ra ngoài đi chơi mà uống bia là nhậu nhẹt. Yeah. Hay là gì đâu. Yeah. Mà rất là êm đềm, và họ sống trong cái gia đình của mình, nhiều khi là một cái đại gia đình tới 3-4 thế hệ sống cùng chung với nhau đó, và nhiều khi chỉ có một cái radio để nghe thôi. Lúc bây giờ nó chưa có đài tivi. Yeah. Lúc của chưa vi chỉ có đài truyền hình đâu quý vị. Đài truyền hình đâu mãi tới năm 63. Dạ, 65, 66 đó, 65, 66 đó. Lúc đó phát bằng máy bay đó, đi cái chiếc trực thăng rồi phát xuống. Lúc đó có thể nói. Dạ. Có thể là nhờ cái quân đội Mỹ họ qua đó, cho nên nó đem qua cái đó cho mình luôn. Mình có sớm được cái. Dạ. Truyền hình. Chứ. Dạ. Trước kia thì chúng ta chưa có cái truyền hình, cho nên tất cả sống nhờ vào cái radio thôi. Tức là cái máy mà vô tuyến truyền thanh đó. Ngày xưa đó thì mỗi khi một tối về là tôi cứ vặn lên, vì hồi đó mình thuộc lòng hết rồi. Tất cả các cái đài mà Radio Sài Gòn hay là quân đội á, là mình biết là cái giờ nào là chương trình nào, chương trình của nhạc của Hoàng Trọng chẳng hạn. Dạ. Hay là chương trình chủ đề nhạc Nguyễn Đình Toàn. Dạ. Nhạc Nguyễn Đình Toàn. Dạ. Hay là nhiều khi có mà thi nhạc giao duyên. Dạ. Là mình thuộc hết, tôi thuộc hết. Ở nhà nhiều khi là mấy ông anh có bảo là em ra mở cái gì là biết ngay, mình mở cái gì ra để cho gia đình nghe nhạc đó. Và khi mà qua cái đài phát thanh đó mình nghe mình thấy hay lắm, mình nghe mình thấy rất là thích những cái âm nhạc của mình ngày xưa, bởi vì nó đi thẳng vào trái tim của mình, đi thẳng vào lòng người. Nó ca ngợi tình yêu, thí dụ như Hội Trùng Dương, như là Hòn Vọng Phu hay là Con Đường Cái Quan chẳng hạn. Những cái đó là chúng ta hát lên nghe mình thấy một cái gì nó lâng lâng, một cái gì mình cảm giác mình thật là yêu mến quê hương của mình, mình thật là yêu mến gia đình của mình, yêu mến cái cuộc sống thanh bình của mình hồi đó đang có. Cái âm nhạc nó quan trọng đến như thế đó quý vị. Và cái thời gian đó nó còn rất là đơn giản lắm, nó là very simple, rất đơn giản. Quý vị nhìn thấy trên màn hình đó là đâu có cái phương tiện tối tân như bây giờ đâu. Tất cả mà các ca sĩ đứng đó hát có một cái micro ở giữa. Yeah. Để mà thâu thôi và hát bè với nhau, nhưng mà phải nói rằng là cái trình độ nghệ thuật của các cái ca sĩ ngày xưa rất là cao, phải công nhận. Rất. Yeah, thế là có cái họ có xướng thanh, và khi mà biết đọc nhạc lý tức là cầm cái bài hát lên là đọc nốt hát liền. Đúng đó. Vậy. Đúng. Thành ra có căn bản rất là nhiều, chứ không phải là
sau này thì ca sĩ chỉ hát theo lỗ tai, tức là gọi là play by ear, chỉ là nghe rồi tập theo. Tại vì học nhạc, nốt nhạc mà để mà sướng lên cái nốt đó mà cứ đưa cái bài hát có nốt nhạc cầm lên hát liền là không rồi. Phải là chuyện dễ. Đúng. Thưa nhà bạn, anh nghĩ không biết đâu, biết không quý vị biết không, tôi có mấy người bạn tôi phục họ vô cùng, phải nói là tôi bái phục, là bởi vì họ không có biết son phe, quý vị. Họ không biết son phe, không biết do re mi fa son đâu. Nhưng mà họ chơi keyboard đó, họ chơi rất là hay. Gọi là play by ear đó hả? Tức là nghe là đánh theo liền. Nhưng mà tại sao mà họ nghe được hay như vậy đó? Mà trời xanh cái khiếu. Trời xanh cái khiếu đó. Bởi vì thường mình phải có son phe đó, mình mới biết là nó lên nốt nào, nốt nào. Mà để mà đánh, nhưng mà họ không có, không biết. Hỏi cái bàn nhạc họ không biết, nhưng mà nói là bài tôi đưa em sang sông cái họ biết ngay. Họ đánh bộp theo mình lập tức. Rồi cái mộng dưới hoa là biết ngay bài đó là cái rê trưởng vân vân các thứ. Mà có nhiều khi chính ra những cái người mà nhạc sĩ gọi là nhạc sĩ đường phố đó mà nghe mà play by ear, tức là họ có cái khả năng, tức là họ quen, họ chơi lâu rồi họ quen, không có, họ không có căn bản với nhạc lý. Đúng. Nhưng mà họ đánh rất là hay và rất là có hồn. Còn trong cái đó có những người ca nhạc sĩ mà tốt nghiệp trường lớp trường nhạc ra nhưng mà đánh rất là tương đối là không, tức là cứng đó, tức là và chỉ theo bài bản, tức là phải có bài mới đánh được, còn không có bài không có đánh được. Đúng vậy. Và Tổng Nghĩa cũng biết là nhiều người nhạc sĩ như vậy, ở trường lớp ra đó thì phải có bài bản để trước cái đàn thì mới đánh được, còn nếu mà không có là không có đánh được. Trong cái đó những người nhạc sĩ mà gọi là đường phố, thưa quý vị, thì nghe ca sĩ hát là tới bến luôn, nghĩa là họ theo luôn đó, không có gì mà hay mà đánh rất là hay. Dạ. Cái đó mình phải công nhận là cái năng khiếu trời cho, quý vị, tức là như anh Nghĩa nói là họ nghe rồi bắt đầu là họ nhập vào tâm, xong bắt đầu là họ đánh ra được cái bài nhạc như vậy, thì phải nói là tôi rất là bái phục mấy người đó. Nhưng mà có một cái điểm nữa mà khi mà nói về vấn đề âm nhạc đó thì mình phải công nhận rằng là nó có một cái những người nhạc sĩ cũ ngày xưa của mình đó, là đa số là đều có cái căn bản về nhạc lý. Rất nhiều người học trong trường quốc gia âm nhạc ra đây. Dạ đúng vậy. Dạ. Hình như anh Nghĩa cũng học của quốc gia âm nhạc. Dạ, Trọng Nghĩa cũng có học 3 năm đó, về sướng thanh. Dạ. Đó, tôi cũng có một số người bạn họ tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc ra thì họ giỏi lắm. Tôi công nhận là họ rất là giỏi. Về như anh Nghĩa nói là họ cầm bản nhạc lên, họ nhấp một hồi là họ có thể hát được. Và cái điều này cũng là cái điều mà gây cho mấy cái anh chàng báo Bắc Việt từ ngoài miền Bắc vào, mà sau khi chiếm miền Nam đó, quý vị, nó ngạc nhiên lắm. Nó không biết tại sao mà cái bản nhạc này các anh chưa có gì hết mà các anh có thể hát được. Họ ngạc nhiên vô cùng, họ không ngờ cái trình độ trong miền Nam của mình nó giỏi như thế. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta mà nhắc lại cái ngày xưa. Tuy nhiên nó là về cái mà thế hệ của cái nhạc tân nhạc của chúng ta đó thì nó bắt nguồn từ ngoài miền Bắc, nó vào miền Nam, nó đã đem được vào miền Nam năm 54. Và những cái gọi là những cái bậc đàn anh đàn chị đầu tiên của cái tân nhạc Việt Nam lúc bây giờ mà chúng tôi được biết á, là mình rất là thích, là ngoài cái ban hợp ca Thăng Long ra chẳng hạn, là chúng ta còn có rất nhiều những cái ban nhạc sau này là của Văn Phụng, của Hoàng Trọng rồi một tiếng số tờ đồng, tiếng tơ đồng đấy, đấy rồi, tiếng tơ đồng đấy là những cái tiếng tơ đồng là của nhạc sĩ Hoàng Trọng, tiếng tơ đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng đó. Và mỗi một khi sau này đến năm 65-66 bắt đầu có cái truyền hình rồi, quý vị, thì chúng ta lại bước lên một bước nữa để thưởng thức cái tân nhạc đó rất là hay. Ngày nào nhất là cũng cuối tuần là cứ chờ đến tối thứ bảy là có một chương trình ca nhạc đặc biệt đó. Là những cái bài hát là mới nhất hay bài hát cũ, các ca sĩ được lên bất. Trước kia mình chỉ được nghe âm thanh thôi, bây giờ mình được nhìn cả ca sĩ trình diễn trên sân khấu và mình thấy thích vô cùng. Lúc bây giờ đó là cái niềm vui mà mình thấy rằng nó niềm vui rất là nhỏ bé, quý vị, mà chúng tôi nhớ hoài cái niềm vui đó. Và thấy bây giờ là nó khó tìm lại cái niềm vui đó, vì bây giờ có lẽ chúng ta đầy đủ quá rồi. Cho nên chúng ta không có appreciate được, không có mà trân trọng được những cái thời gian, cũng như là người ta nói là khi mà mình đói đó, ai cho mình một cái món ăn gì nhỏ xíu mình ăn mình cảm thấy nó ngon. Là bởi vì mình đói. Miếng khi đói bằng gói khi no. Cũng như là người ta bảo tại sao ở Sài Gòn chúng ta ăn thịt nhiều khi chúng ta cảm thấy nó ngon, nó lạ lắm. Mà bây giờ ăn thì cảm thấy rằng nó có vẻ nó không có cái gì mà nó hấp dẫn tại nữa. Vấn đề chúng ta ăn uống quá đầy quá, đủ quá dư, và quá dư thừa đó. Phải dùng cái chữ gọi là nhiều khi người ta hay xài cái chữ mà thừa mứa đó. Thành ra nhiều quá, thành ra chúng ta không có còn biết...
thành ra chúng ta thấy cái gì chúng ta ăn uống đầy đủ, thành ra chúng không có thiếu cái gì hết, thành ra chúng ta không có còn thèm thuồng như hồi xưa là ở Sài Gòn mà được ăn cái gì là thích lắm. Dạ. Chúng cũng như chúng tôi nhớ là hồi ở Sài Gòn nó không nói gì xa đâu, những khoảng năm 1960 cho tới 68, 69 thì chừng nữa đó, những cái thời gian đó rồi đó, là chỉ khi nào gia đình chúng tôi mà có dỗ chạp các thứ mà bà con họ hàng tới ngồi ăn uống, bây giờ đó mới mua bia về thôi. Dạ. Mỗi người mới có thể có một chai bia để uống thôi. Tức là một năm, năm thì mười họa mới uống được một vài chai bia, chứ không phải như bây giờ. Thấy ngon lắm. Dạ. Mình uống bây giờ mình thấy nó lạ lắm. Chứ không phải như bây giờ chúng ta quá dễ, chúng ta đem một két bia về nó rẻ quá, nó uống giống như người Mễ và nó uống mỗi ngày họ đi làm về đó. Cái bia uống, bia bây giờ là đổi tên luôn, hết dám lấy tên Corona luôn. Cái bia của Mễ đó dạ. Sợ luôn quý vị, uống như hũ chìm đó, uống hết chai này qua chai kia, uống chai này qua chai kia. Ngày xưa mà có một chai bia là quý lắm. Thành ra tôi nhớ một câu chuyện vui kể cho quý vị nghe này, là tôi có ông nội. Ông nội thì là thầy thuốc bắc, ông là thầy đông y, thì lấy bà nội khi mà còn tảo hôn đó, tức là còn bé đó, ông nội còn bé đã lập gia đình rồi, còn chạy chơi ngoài đồng đó, thì là bố mẹ đã gả dạ, con nhau rồi. Dạ. Đến khi sau này thì ông nội lấy thêm bà hai nữa, hồi đó là được quyền lấy hai bà đó. Dạ. Hồi đó đấy lấy bà hai thì lấy tên là bà, thì tôi có gọi là bà trẻ thôi. Bà trẻ thì một hôm á là gia đình mà có dỗ ngồi đang ngồi ăn này, thì bà trẻ mới thấy bảo sao mà bà thấy các cháu uống bia ngon quá vậy, cho bà uống thử một cái xem sao. Bà uống cái xong rồi bà bảo ủa thảo nào nó ngon thế này, thảo nào mà các cháu mà cứ thích uống thế, cái mình lạ mình buồn, lúc mình mới uống mình thấy bia nó đắng chứ nó đâu có ngon được. Hóa ra hôm đó là bà ăn trầu. Bà ăn trầu vừa xong thì không biết là cái trầu cái vị của trầu nó còn trong cái môi của bà thế nào đó, bà uống bia vào nó trở thành ngọt. Ồ, nó kết hợp với nó kết hợp với cái trầu nó trở thành ngọt. Hóa cái chất hóa học nó kết đến mấy hôm ngày hôm kỳ sau mà bà phải cho uống nữa thì bà uống cái bụng xong nó đắng quá vậy. Thì đấy là cái kỷ niệm về uống bia ngày xưa ở tại Sài Gòn quý vị, là ít khi mà được uống lắm, ít khi được uống lắm. Cũng như phải nói rằng là rất là tội nghiệp những người lính cũng như sĩ quan của mình, nhất là ngoài miền Trung, chúng tôi có ra ngoài một lần đó mà có một lần mà mời các anh ấy vô cái quân đoàn, mời các anh uống bia đó, thì ngạc nhiên là các anh mỗi người chỉ uống đúng một chai bia, không uống chai thứ hai tới một. Tại sao vậy? Anh bảo ngoài này chúng tôi là ít uống lắm, không có cái lệ nhậu như miền Nam đâu. Cho nên nó là được một chai như thế là quý lắm rồi, thì mình hiểu cái đó, mình biết là cái cuộc sống miền Nam chúng tôi trước kia đó nó khó khăn lắm, nó rất là trong cái khuôn khổ, chứ không phải là như bung ra được sung sướng như bây giờ đâu. Thì trở lại cái vấn đề mà về cái những cái giọng hát mà thiên thần, mà tôi gọi là giọng hát thiên thần đó, thì cái tiếng hát vượt thời gian, ngoài cái tiếng hát của Thái Thanh, các bậc đàn chị, thì bên phái Nam có Duy Trác, của anh Ngọc chẳng hạn. Dạ, đúng những vậy. Người đàn anh đó. Ngọc Long rồi, Ngọc Long, anh Ngọc Duy Trác. Dạ. Đấy là những Thanh người đi, Vũ. Anh Vũ đi hàng đầu, rồi sau này sẽ có những cái ca sĩ khác tiếp nối sau. Chúng ta thấy có Nhật Trường, có Anh Khoa, rồi An Viết Phương vân vân á. Thì bên này có Hương Lan vân vân, rồi là có Thanh Lan, rồi sau đó là có tới Thái Hiền mà chúng tôi vừa mới trình bày đó. Là chúng ta thấy rằng những giọng hát đó, theo tôi nghĩ nó đều là vượt thời gian hết. Vì bây giờ mình khi mình nghe trở lại thì mình thấy một cái gì rất là rung động, một cái gì rất ư là trân trọng, một cái gì mình đã mất nhưng mà nó vẫn còn cho tới bây giờ đấy. Dạ, trong nghĩa vẫn nhớ là có thập niên mà 50 cho đến 60 thì thưa quý vị, lúc đó là vẫn còn nghe cái đĩa, như cái đĩa mà 45 tua đó, rồi sau này khoảng chiều giữa thập niên 60 thì có bắt đầu có cassette. Đúng rồi. Và sau đó gần cuối thập niên 60 thì có cái phong trào mà băng Akai. Nhà văn phòng nhà đại quý khán giả nhớ là nó tròn tròn như vậy, là cái máy mấy cái kiểu máy Sony này kia, rồi chạy bên đây nó chạy qua bên kia nó tròn. Hồi đó cái máy càng to là cái máy mà càng đắt tiền. Dạ đúng rồi đó, thành ra âm thanh hay lắm, nhưng mà những cái đây để khá là những cái đĩa. Hồi nãy chúng ta cũng quên nhắc tiếng hát Thanh Thúy, cô là một tiếng hát lưu trai mà cũng là cô là cũng hát lâu lắm rồi. Dạ. Đĩa đó nó gọi là đĩa mấy tua anh? 45 tua. 45 tua. Dạ, còn cái đĩa lớn hơn là 33 tua. Đúng rồi. Dạ. 45 33 tua. Dạ. Hồi đó có nhà mà có cái tuner disc là cũng dạ, cũng sang lắm đó, nhưng mà không đâu. Dạ đúng vậy. Cái tuner disc đó. Và giữa thập niên 60 thì có cái cassette. Lúc đó cassette rồi, trong nhớ là cassette là quý lắm, tại vì nghĩa là ai cũng đi mua, rồi có mua cái cassette nghe đó, rồi sau này rồi
đến khoảng dần mà sau đó gần cuối thập niên 60, tức là khoảng dần năm 68, 69 bắt đầu có những cái băng tròn tròn đó, cái băng Akai đó. Phải nói rằng là cái băng cassette không phải gia đình nào cũng mua được đâu. Hồi đó chúng tôi sau khi học xong tu tài toàn phần ra đi làm một thời gian mấy năm mới mua được cái cassette đó. Chứ không phải quý lắm, hồi đó cassette là quý lắm. Vâng, đến đây thưa quý vị, cảm ơn phòng máy đã cho thấy những cái băng cassette này rất là gợi lại rất là nhiều kỷ niệm, phải không thưa quý khán giả? Qua Mỹ chúng ta vẫn còn dùng nữa. Dạ, đúng vậy. Vẫn còn dùng một thời gian. Dạ. Vâng, đến đây thì chương trình Thiên Hà Sự do nhà văn Phạm Gia Đại biên soạn và với phần host của Trọng Nghĩa xin được chấm dứt ở đây, bởi vì phòng máy đã ra dấu là không còn thời gian nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin mời nhà văn Phạm Gia Đại ạ. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Thiên Hà Sự của chúng tôi, và xin nhắc lại là cái giờ phát hình đó là nếu quý vị không xem trên YouTube được thì quý vị có thể vào trong 57.13 ở Nam Cali, 16.2 ở Bắc Cali để xem trực tiếp trên màn hình vào thứ ba và thứ năm 10 giờ sáng và 7 giờ tối. Quý vị đón xem mỗi thứ ba, thứ năm 10 giờ sáng và 7 giờ tối chương trình Thiên Hạ Sự. Kính chúc quý vị buổi chiều còn lại thật là bình an, và xin trân trọng kính chào quý vị cũng như là xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.